Đấy, cảm ơn luôn. Rất mạnh nha. Đấy. Và mình đã chuyển ra chế độ phun xương. Đây là bé phun mỏ vịt. Chế độ phun xương để mình xem cái lưu lượng nước, tiết điện của nước khi mà chuyển sang chế độ phun xương nó có mịn không. Ồ, rất mịn. Bà con nhìn xem, phun xương rất là mịn. Đấy, chúng ta có thể dùng để xịt thuốc từ sâu, xịt rửa đủ kiểu, trang trại công trình, trang trại chăn nuôi của mọi gia đình. Chào mừng bà con quay trở lại với cửa hàng Thế Giới Máy của chúng tôi. Và hôm nay thì mình giới thiệu tới với bà con bộ sản phẩm máy xịt rửa xe Jedi không trên cây vuông với đầu xịt Z-Kubota có model ZKB29 với đầu xịt có công suất 1 ngựa, lưu lượng nước là từ 15 tới 20 lít trên phút và áp lực phun là 10 đến 40 kg trên cm vuông. Về cơ cấu đầu xịt thì được thiết kế rất là gọn. Đầu xịt Z-Kubota này kết nối với motor điện 220V, sử dụng điện gia đình. Motor có công suất 1,1 kW, 1,5 ngựa, 100% lõi đồng. Nếu như có lỗi nhà sản xuất thì sẽ bà con có quyền đổi mới motor 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng. Và bây giờ mình tiến hành mình ráp nguồn. Mọi phụ kiện mình đã ráp hoàn thiện. Đấy. Thế mình đấu nguồn cho máy thì máy sẽ hoạt động. Và chúng ta sẽ tiến hành mở van xả. Đấy. Máy chạy rất là êm nhé bà con. Đấy. Rất là mạnh. Với đầu Z-Kubota 1 ngựa này thì rất là phù hợp cho các bà con sử dụng với lưu lượng nước vừa phải. Đầu này thì có lưu lượng nước từ 15 tới 20 lít trên phút. Đấy. Chúng ta cũng có thể sử dụng để tưới tiêu trong vườn tược nương rẫy hoặc là xịt rửa trong những cái trang trại chăn nuôi của mọi người. Đấy, công trường, đủ kiểu mọi thứ. Đấy, cũng rất là mạnh nhé bà con. Đấy, rất là mạnh. Đấy, xịt trước sơn đường là bóc luôn này bà con này. Đấy, xịt bóc luôn sơn đường ấy, rất là mạnh. Đấy, bà con ai chưa có thì hãy liên hệ với cửa hàng chúng tôi qua số điện thoại ở dưới góc của video góc màn hình hoặc đến tại cửa hàng Thế Giới Máy để được chúng tôi hướng dẫn chi tiết, tư vấn nhiệt tình và để cảm nhận sự chuyên nghiệp của cửa hàng Thế Giới Máy của chúng tôi. Máy chạy rất là êm nhé bà con, nước ra rất mạnh, lực phun rất là ok, không phải chần chừ gì nữa. Quý bà con cô bác hãy liên hệ ngay với cửa hàng chúng tôi qua số điện thoại ở dưới góc của video hoặc đến tại cửa hàng để được những tư vấn chi tiết rõ ràng hơn về sản phẩm và phù hợp với công suất công việc của gia đình để chọn một sản phẩm phù hợp cho gia đình chúng ta. Và video hôm nay Đình Vân xin tạm dừng tại đây. Quý bà con nhớ đăng ký kênh, bấm nút like để theo dõi những video tiếp theo. Đình Vân sẽ review rất là nhiều sản phẩm tại cửa hàng bổ ích cho gia đình mọi người, mọi nhà. Và các bà con sẽ có dễ dàng lựa chọn cho mình một sản phẩm hữu ích cho công việc cuộc sống thực tế tại gia đình mình. Và hiện tại cửa hàng đang có chương trình tri ân khách hàng trong tháng khai trương. Các bà con hãy nhanh chân đến cửa hàng để được hưởng chính sách ưu đãi đặc biệt cho các bà con. Xin chào, hẹn gặp lại các bà con.